Xin chào tất cả mọi người, mình là Việt Hà Bắc Sơn, nhà phân phối kim cương máu lửa nhất của tinh dầu Dạ Thảo Liên. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người về sản phẩm tinh dầu Dạ Thảo Liên. Rất là nhiều người đã hỏi Hà rằng là tại sao chị lại chọn sản phẩm Dạ Thảo Liên để phát triển, để đi dài, và tại sao chị lại có thể là tuyển được nhiều sỉ và thành công đến thế. Thì thực sự đây là một sự may mắn cho Việt Hà Bắc Sơn. Nếu như mình không lựa chọn Dạ Thảo Liên thì có thể ngày hôm nay mình sẽ không tuyển được đội nhóm đến gần 2.000 người, và đội nhóm của mình có không có thể là phát triển qua mùa Covid lại tuyệt vời đến vậy. Thì đây thực sự là một cái sự may mắn khi mình được gặp Boss Phạm Sâm. Mình với Boss Phạm Sâm thì quen biết nhau từ khá lâu rồi, cách đây tầm 4 năm rồi. Lúc đó là mình mua sản phẩm Holex cho người nhà dùng đấy, và mình thấy rất là ok. Sau đó thì mình cũng thường xuyên mua những cái sản phẩm của Boss Phạm Sâm. Lúc đấy mình chỉ là khách lẻ thôi, và mình mua sản phẩm tinh dầu răng miệng về để trị ho cho con cái mình thôi đấy. Và mình thấy là sản phẩm rất là ok, nhưng mình chỉ dừng lại ở vấn đề đó mua lẻ, vì mình bán sản phẩm gì cũng vậy, mình bán rất là tập trung đấy. Nhưng mà mình thấy là cái mảng này rất là ok, và mình cũng nhìn thấy là cái sự tiềm năng, vì cái sản phẩm này chủ yếu là mới phát triển kênh offline, còn kênh online thì vẫn còn hơi chậm đấy. Và mình muốn là khi mà mình bắt đầu khởi nghiệp một sự nghiệp mới ấy, thì lúc đó mình muốn tìm cho mình một cái hướng đi mới, một cái hướng đi không đụng hàng với bất cứ ai cả. Mình không muốn bon chen vào một cái, tiếp tục vào một hãng mỹ phẩm khác. Và mình muốn rằng là khi mình bán cái gì mình cũng phải đặt đam mê vào. Nếu như mình không đặt đam mê và tình yêu vào mà mình chỉ bán như một người bán hàng thôi ấy, thì mình sẽ làm việc một cách nó không thể nào mà gọi là tâm huyết và nghĩ ra nhiều ý tưởng để kinh doanh được. Chính vì vậy nên mình đặt mình vào một thử thách mới, đó là đi theo một hướng hoàn toàn khác. Và cái hướng này đi, thực sự thì rất nhiều người nghĩ rằng là mình sẽ chọn một hướng ví dụ như spa làm đẹp hoặc là mỹ phẩm tiếp, tại vì đó là cái thế mạnh của mình trong 4 năm rồi. Nhưng mình lại ngoặt hướng một cách ngoại mục, một cách khác biệt. Vì vậy là mọi người rất là ngạc nhiên. Và sau đó thì mình lựa chọn Dạ Thảo Liên. Lý do đầu tiên mình lựa chọn Dạ Thảo Liên là vì như mình đã nói, mình thấy thị trường online của Dạ Thảo Liên chưa phát triển, nhưng thị trường offline thì lại phát triển của đến 15 năm. Đấy, mình thấy là đây là một cái thương hiệu tuyệt vời. Khi một cái thương hiệu mà nó đi cùng 5 tháng, nó không bị vấn đề gì cả. Trong khi đó rất nhiều hãng mọc lên rất là nhanh, PR rất là mạnh, thuê quảng cáo rồi là các thứ, nhưng chỉ được 1 đến 2 năm là đã rụng rồi. Đấy, hãng nào mạnh lắm thì nên được đến 5 năm, qua 5 năm là thời điểm tuyệt vời. Đấy, nhưng mà Dạ Thảo Liên thì đã có lịch sử tồn tại và phát triển từ nhà thuốc Lam lên công ty tinh dầu lớn nhất Việt Nam, đó là 15 năm. Đấy, đấy là cái thứ nhất mình lựa chọn, là vì mình thấy là theo một cái sản phẩm mà nó có thời gian lâu như vậy, nó tồn tại được trong thời gian lâu như vậy, thì nó đã trải qua rất nhiều sóng gió rồi, thì nó mới có thể có đủ bản lĩnh để đi đứng trên thị trường. Đấy, đấy là cái thứ nhất để mình lựa chọn Dạ Thảo Liên. Cái thứ hai khi mà mình lựa chọn Dạ Thảo Liên, đó là mình nhìn thấy đó là thị trường offline phát triển quá tuyệt vời. Đấy, mình có thể phát triển kèm kênh offline, trong khi đó online mình đang có cái thế mạnh rất là lớn, mà Dạ Thảo Liên lại chưa có thế mạnh nhiều về online. Vì vậy nên khi mà mình vào phát triển thì mình có thể kết hợp hai kênh này. Nhưng khi mình phát triển thì mình lại phát hiện ra là 4 kênh. Đấy, đầu tiên là kênh truyền miệng. Truyền miệng, mọi người có thể truyền miệng tại công ty, tại hàng xóm láng giềng, tại cơ quan đoàn thể, tại ở tất cả mọi nơi mà mọi người, miễn là có đông người, kể cả đám cưới, đám xin hoặc là đi hội họp, là mọi người đều có thể truyền miệng để chia sẻ sản phẩm Dạ Thảo Liên. Đấy, cái thứ hai đó là mở cửa hàng. Rất nhiều cửa hàng đã mọc lên kinh doanh tại nhà Dạ Thảo Liên, hoặc là những cái tiệm tóc, tiệm tạp hóa thì cũng đã được ghim hàng và phát triển rất là mạnh. Đấy, kênh thứ ba là kênh đi chợ. Đấy, kênh đi chợ là mang hàng ra chợ bán hoặc là ký gửi tại các kiosk ở chợ, và cũng cho kết quả rất là tốt. Và cái kênh tuyệt vời nhất đó là kênh bán hàng online. Thì bản thân Hà khi mà đào tạo chia sẻ cái sản phẩm này trong kênh online thì thu được cái lượng khách hàng rất là lớn. Tại vì cái độ tuổi từ 18 cho đến 45-50, khi mà người ta sử dụng Facebook thì ai cũng có nhu cầu đó là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và mua sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Và Dạ Thảo Liên thì đúng là sản phẩm như vậy. Đấy, và đó là chuyển sang vấn đề thứ hai Việt Hà Bắc Sơn lựa chọn Dạ Thảo Liên, đó là vì công dụng của sản phẩm. Công dụng mình thấy quá là gần gũi. Đấy, mình thấy cái sự gần gũi từ sản phẩm. Thứ nhất đó là trị đau răng, sâu răng, nhiệt miệng, hôi miệng, lấm lưỡi, viêm A, viêm họng. Mình tự nhiên mình cảm thấy ôi những cái vấn đề này thì ai chẳng gặp phải. Và mình đã phải ra hiệu thuốc mua rất nhiều thuốc, nhưng có những lần mà mình mua hết 100-200 nghìn tiền thuốc rồi, nhưng mình vẫn không khỏi. Đó, mà mình vẫn mua cơ mà. Và cái vấn đề này nó là vấn đề thường liên của rất nhiều người, và chính bản thân con cái mình, bố mẹ mình cũng hay ốm. Đấy, chính vì vậy mình thấy là ô thế này thì là bán cho gia đình nào cũng được, gia đình nào cũng cần.
khi mà gia đình nào cũng cần vậy thì mình chia sẻ nó sẽ rất là dễ. Nếu như bây giờ mình phải đi tìm một cái tập khách hàng mà rất là khó tìm thì nó khó rất nhiều, nhưng nay khách hàng ở quanh mình, khách hàng ở khắp mọi nơi rồi thì có phải là quá dễ tìm rồi, quá dễ để bán. Đấy. Và đó chính là cái mà để mình lựa chọn tiếp. Đấy. Và cái quan trọng hơn nữa để mình lựa chọn dạ thảo liên, ngoài cái công dụng rất là nhiều cộng với là công dụng nó rất là thông dụng ra thì sản phẩm này nó còn có tập khách hàng rất là tuyệt vời. Từ 6 tháng tuổi bị lấm lưỡi, tưa lưới, viêm họng, viêm A thì đã có thể sử dụng được dạ thảo liên rồi. Cho đến cụ già 100 tuổi cũng có thể sử dụng được. Mẹ bầu bí, mẹ sau sinh đều sử dụng được hết. Đó, tuyệt vời không ạ? Và cái quan trọng hơn nữa, tập khách hàng sử dụng nhiều thì tập khách hàng bán hàng cũng nhiều cơ. Đấy, từ độ tuổi từ 18, 20 tuổi sử dụng điện thoại là có thể bán được hàng. Và đến tận 8, 90 tuổi chỉ cần truyền miệng thôi cũng bán được hàng. Đó chính là cái đặc điểm tuyệt vời. Tập khách hàng cũng nhiều mà tập bán hàng cũng có thể khai thác được rất nhiều. Mình có thể khai thác được tất cả mọi nơi trên từng thế mạnh của từng người, chứ không riêng gì online nữa. Đấy, mình thấy một cái thị trường mới mở ra. Và cái quan trọng hơn nữa đó là cái về cái chất lượng của sản phẩm thì đã được rất nhiều người tin dùng ủng hộ, và bản thân mình cũng là khách nẻ trải nghiệm sản phẩm và rất là thích. Đấy, chính vì vậy nên mình mới kinh doanh. Vì kinh doanh cái gì cũng vậy, nếu như không đặt chất lượng lên đầu thì sau một thời gian bạn cũng sẽ mất niềm tin của khách hàng. Và mình đã lựa chọn sản phẩm vừa dễ bán, vừa nhiều người dùng, lại vừa có chất lượng tốt. Đấy, quan trọng hơn đó là nó sản xuất từ công ty rất là uy tín và có thương hiệu lâu đời. Đồng thời công ty đánh mạnh vào đó là bot không hề làm hình ảnh, không hề xuất hiện trên online, nhưng hàng vẫn bán ra rầm rầm. Đấy, nếu như hàng không tốt thì một bot không xuất hiện trên Facebook nhiều sẽ không bán được hàng. Đấy, tại vì là người này truyền người kia thấy tốt thì giới thiệu cho nhau. Đó chính là sự tuyệt vời của dạ thảo liên. Không màu mè, không gọi là bóng bẩy, nhưng lại rất gần gũi và rất là thân thiện. Và đặc biệt đó là đi vào lòng người. Đó chính là những cái điều khiến cho Việt Hà Bắc Sơn lựa chọn dạ thảo liên. Đặc biệt hơn nữa, với cái chế độ của dạ thảo liên thì mình không thể chê vào đâu được nữa. Đó là được đổi hàng bán chậm, lấy hàng bán chạy để bán. Khi nghỉ bán, được gửi lại hàng cho leader. Trong vòng 3 tháng, leader sẽ có trách nhiệm bán giúp bạn và gửi lại tiền cho bạn không chiết khấu phần trăm. Giúp đỡ người bán hàng đến tận khâu cuối cùng để không xảy ra hiện tượng bán phá giá, không xảy ra hiện tượng thanh lý hàng. Đấy, để cho người bán lúc nào cũng được hưởng những cái điều tuyệt vời nhất. Bán chậm sản phẩm gì được đổi lấy sản phẩm bán chạy. Rồi là được trả lại hàng khi ngưng bán. Đó là những cái điều mà mình rất là tâm huyết với dạ thảo liên. Và mình muốn đi dài với dạ thảo liên là vì điều đó. Đấy. Mình thấy rất là tuyệt vời. Và chế độ ôm hàng của dạ thảo liên thì càng tuyệt vời nữa. Khi mà các hãng khác thì ví dụ như là lấy sản phẩm, một sản phẩm là lấy bao nhiêu, số lượng bao nhiêu thì là giá sẽ là từng đấy. Nhưng ở dạ thảo liên lại có chế độ gộp đơn trong một lần lấy. Giả dụ như bạn lấy tinh dầu răng miệng này, tinh dầu hô hấp này, tinh dầu an bộ khang này, gel bộ khoa này, bốn sản phẩm đó cùng với nhau bạn được gộp số lượng, ví dụ mỗi cái 20 thì tổng là 80, hoặc là mỗi cái 30 tổng là 120 đấy, thì bạn sẽ được lấy theo cái mốc bảng giá, ở trong cái bảng giá lấy tổng cái số lượng đấy. Đấy, đó là những cái điều rất tuyệt vời. Và còn có thưởng doanh thu cuối tháng, thưởng du lịch 6 tháng đầu năm. Đó, khi bạn bán tốt trong vòng 6 tháng, cái công sức của bạn sẽ được cộng dồn. Và để đến cái tháng được đi du lịch là bạn được đi du lịch, chứ nó không ép doanh số ở cái tháng cuối cùng hay là nào bạn áp lực. Đấy, rất tuyệt vời đúng không ạ? Đó chính là những cái chế độ tuyệt vời của dạ thảo liên. Và nếu như bạn nào yêu thích một dòng sản phẩm rất là gần gũi và rất là tuyệt vời, và với số vốn khởi điểm từ 375.000 đồng đến 750.000 đồng, thì hãy liên hệ ngay với Việt Hà Bắc Sơn. Mình sẽ hướng dẫn và tìm ra thế mạnh của các bạn để giúp cho các bạn bán hàng dạ thảo liên siêu bão luôn nhé. Xin chào tất cả mọi người.